Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm thảo dược số 1 cho người viêm gan virus, men gan cao và xơ gan. Cam kết hoàn tiền 100% nếu sử dụng không hiệu quả. Chia sẻ trên Tuto Sport, Chủ tịch Ara Agnelli của Juventus khẳng định câu lạc bộ này đã đề nghị Paulo Dybala gia hạn hợp đồng và yêu cầu anh sớm phải đưa ra phản hồi. Chúng tôi luôn xem Dybala là đội trưởng tương lai. Tôi cũng biết rằng cô ấy đã nhận được một lời đề nghị đủ giúp cô ấy lọt vào top 20 cầu thủ hưởng lương cao nhất châu Âu. Chúng tôi nóng lòng như được phản hồi từ cậu ấy. Paulo Dybala vừa trải qua những ngày tháng đầy khó khăn ở Juventus. Bên cạnh việc mắc Covid-19, tiền đạo Argentina đã tịch ngồi tại Serie A từ đầu tháng 7 cho đến cuối tuần vừa qua. Thời điểm Dybala ghi bàn giúp Juventus đánh bại Genoa với tỷ số 3-1. Chia sẻ với Sky, sau khi nhận được giải cậu bé vàng 2020, Erling Haaland khẳng định bản thân vẫn đang cảm thấy rất hạnh phúc tại Dortmund. Tương lai của tôi ư? Lúc này tôi vẫn đang hạnh phúc tại Dortmund. Tôi đã có một năm tuyệt vời với Lucien Favre và muốn cảm ơn ông ấy vì điều đó. Giấc mơ của tôi là quả bóng vàng cũng như chiếc vô địch Champions League. Nhưng giờ tôi đã rất hạnh phúc với Golden Boy. Ở giai đoạn lượt về mùa trước, Haaland ra mắt Dortmund với 16 bàn sau 18 lần ra sân. Mùa này, tiền đạo người Na Uy tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ khi đã có 17 pha lập công chỉ sau 14 trận, trong đó có 10 bàn tại Bundesliga và 6 bàn Champions League. Giám đốc kỹ thuật Arsenal Edu mới đây lên tiếng ủng hộ Mikel Arteta đang chịu sức ép khủng khiếp sau thất bại liên tiếp. Thật thiếu công bằng khi chỉ trích một cá nhân cụ thể bởi chúng tôi là một tập thể. Hãy nói về chúng tôi chứ không phải mình anh ấy. Thật dễ dàng nếu chỉ nhìn vào kết quả rồi bị chi phối bởi nó. Điều quan trọng là tôi có thể nhìn thấy tương lai, thấy chúng ta sẽ đi đến đâu, thấy cách mà chúng tôi đang xây dựng mọi thứ từ những điều thường nhật. Hiện tại, sức ép cho Arteta là cực lớn, thậm chí đã có không ít cổ động viên Arsenal đòi sa thải chiến lược gia người Tây Ban Nha. Sau hơn một năm sau khi tuyên bố giải nghệ, Peter Jack đã tái xuất trong khung gỗ ở trận đấu đội U23 Chelsea và U23 Tottenham. Ngay phút thứ 3, pha xử lý chân chừa của Jack đã khiến Chelsea bị Jubril Okedina dễ dàng chọc khung lưới. Đến phút 17, huyền thoại người cộng hòa Jack lại lao ra quá chậm và thiếu quyết đoán để cho tài năng 16 tuổi Dan Scarlett băng vào đánh đầu nhưng đội cách biệt cho Tottenham. Dù vậy, bước sang hiệp 2, U23 Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ và ghi liền 3 bàn thắng để hoàn tất cuộc lội ngược dòng trước đối thủ cùng thành phố. Qua đó có được ngôi đầu bài xếp hạng Premier League Youth sau 10 vòng. Hiện tại các cầu thủ trẻ của Toulouse cũng là đương kim vô địch của giải đấu. Theo Mirror, Juventus sẽ gửi lời đề nghị hỏi mượn Pogba trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Bản hợp đồng mượn Pogba sẽ bao gồm điều khoản mua đất bắt buộc vào mùa hè 2021. Pogba thất vọng với cách dùng người của Solskjaer ở mùa này. Tiền vệ người Pháp mới có 7 lần đá chính trên mọi đấu trường. Trước ngày bị Leipzig loại khỏi Champions League, Mino Raiola công khai gây sức ép lên đội chủ sân Old Trafford bằng tuyên bố sự nghiệp của Pogba tại Man United đã kết thúc. Sau sự cố này, Pogba vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp bằng việc ra sân và cống hiến hết mình cho Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Pogba muốn ở lại Old Trafford. Sau cuộc làm việc với ban lãnh đạo câu lạc bộ Quảng Ninh, huấn luyện viên trưởng Phan Thanh Hùng vẫn giữ nguyên ý định không tiếp tục gắn bó với đội bóng. Tôi nộp đơn xin nghỉ từ nhiều ngày trước, tôi thấy mình không còn phù hợp. Nếu tiếp tục công việc thì khó mà hoàn thành nhiệm vụ, nên ý định của tôi không có gì thay đổi. Giờ tôi chỉ chờ ban lãnh đạo ra quyết định thôi. Chiến lược gia sinh năm 60 cảm thấy mệt mỏi sau những mùa giải gần đây. Câu lạc bộ Quảng Ninh đã gặp phải nhiều khó khăn khi thiếu kinh phí hoạt động, không thể trả lương, lót tay cho cầu thủ đúng thời hạn. Nhiều trụ cột đã ra đi. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng là người mới nhất bỏ lời chia tay đội bóng đất mỏ.